Phong thủy là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sự cân bằng năng lượng trong không gian sống của chúng ta, từ đó tác động trực tiếp đến tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng của gia đình. Trong mỗi ngôi nhà, việc sở hữu và sắp xếp các vật phẩm phong thủy một cách đúng đắn có thể mang lại những thay đổi tích cực đáng kể. Các vật phẩm này không chỉ là những vật trang trí thông thường, mà chúng còn chứa đựng sức mạnh và năng lượng đặc biệt, có khả năng thu hút tài lộc, bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo và giữ gìn hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sắp xếp chúng sao cho đúng và hiệu quả nhất. Đặt vật phẩm phong thủy sai chỗ không chỉ làm giảm hiệu quả của chúng, mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực, khiến tài lộc bị hao tổn và xui xẻo đeo bám. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 5 vật phẩm phong thủy trong nhà được xem là chiêu tài, hút lộc, giúp gia chủ đón nhận sự thịnh vượng. Tuy nhiên, cần phải biết rõ vị trí chính xác để đặt chúng, tránh những sai lầm không đáng có. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng chi tiết để đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tối đa lợi ích từ những vật phẩm này. 1. Cốc ngậm tiền, thiềm thừ, vật phẩm thu hút tài lộc. Cốc ngậm tiền, hay còn gọi là thiềm thừ, là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến nhất và được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng trong việc thu hút tài lộc. Thiềm thừ là biểu tượng của sự thịnh vượng và giàu sang, thường được đặt ở những vị trí quan trọng trong nhà để mang lại may mắn và tiền bạc cho gia chủ. Theo truyền thuyết, thiềm thừ là một con cốc ba chân thần kỳ, thường xuất hiện trong những đêm trăng rằm với một đồng xu trong miệng, mang lại tài lộc cho những người gặp nó. Vị trí đặt, cốc ngậm tiền nên được đặt ở góc đối diện với cửa chính, nhưng mặt của cốc phải hướng vào trong nhà. Điều này tượng trưng cho việc cốc đang mang tài lộc từ bên ngoài vào nhà, đảm bảo rằng tiền bạc và vận may luôn đến với gia đình. Lưu ý, tuyệt đối không đặt cốc ngậm tiền đối diện trực tiếp với cửa chính hoặc cửa sổ, vì điều này có thể khiến tài lộc thoát ra ngoài, gây ra sự mất mát và xui xẻo. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh đặt cốc ở những nơi ẩm ướt, tối tăm hoặc dưới gầm đồ nội thất, vì điều này có thể làm giảm năng lượng tích cực của vật phẩm. Để cốc ngậm tiền phát huy hiệu quả tối đa, hãy giữ cho khu vực xung quanh luôn sạch sẽ và thông thoáng. 2. Gương bát quái, bảo vệ tài lộc và gia đạo. Gương bát quái là một trong những vật phẩm phong thủy mạnh mẽ nhất, được sử dụng rộng rãi để bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng xấu và thu hút tài lộc. Gương bát quái thường có hình dạng bát giác, đại diện cho 8 phương hướng trong phong thủy, với một tấm gương tròn ở giữa để phản chiếu và đẩy lùi những năng lượng tiêu cực. Gương bát quái không chỉ giúp hóa giải sát khí từ môi trường bên ngoài mà còn là lá chắn bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo. Vị trí đặt, gương bát quái nên được treo bên ngoài nhà, ngay trên cửa chính hoặc cửa sổ, với mặt gương hướng ra ngoài để phản chiếu và đẩy lùi những năng lượng xấu, bảo vệ tài lộc và sự bình an cho gia đình. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những ngôi nhà có cửa chính đối diện với ngã ba, cầu thang hoặc những khu vực có luồng khí mạnh và không ổn định. Lưu ý, không treo gương bát quái bên trong nhà hoặc hướng vào trong, vì điều này có thể gây ra sự rối loạn năng lượng, làm khuếch đại những năng lượng tiêu cực thay vì đẩy lùi chúng. Gương bát quái chỉ nên sử dụng khi cần hóa giải những yếu tố xấu từ bên ngoài và nên được sử dụng một cách thận trọng, vì đây là một vật phẩm phong thủy rất mạnh. 3. Cây kim tiền, biểu tượng của sự thịnh vượng. Cây kim tiền là một trong những loại cây phong thủy phổ biến và được yêu thích nhất, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì khả năng thu hút tài lộc mạnh mẽ. Với những chiếc lá xanh mượt, dày dặn và mọng nước, cây kim tiền được xem là biểu tượng của tiền bạc, phú quý và sự phát đạt. Trong phong thủy, cây kim tiền thường được đặt ở những vị trí mang tính tài lộc để gia chủ luôn gặp may mắn và thịnh vượng. Vị trí đặt, cây kim tiền nên được đặt ở phòng khách, gần cửa chính, hoặc ở vị trí tài lộc trong nhà, thường là góc đông nam của phòng khách hoặc phòng làm việc. Đây là những vị trí lý tưởng để cây phát huy khả năng thu hút tài lộc, đảm bảo rằng tài sản và sự thịnh vượng luôn đến với gia đình. Lưu ý, tránh đặt cây kim tiền trong phòng ngủ, vì điều này có thể cản trở dòng chảy năng lượng, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia đình. Ngoài ra, cây cũng cần được đặt ở nơi có đủ ánh sáng tự nhiên và không khí lưu thông tốt để phát triển khỏe mạnh. Cây kim tiền tươi tốt sẽ giúp gia chủ luôn gặp may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Hãy thường xuyên tưới nước và chăm sóc cây để duy trì sức sống và tác dụng phong thủy của nó. 4. Đồng tiền xu, vật phẩm mời gọi tài lộc.
đồng tiền xu, đặc biệt là những đồng tiền cổ, được xem là vật phẩm phong thủy có khả năng mời gọi tài lộc mạnh mẽ, mang lại sự giàu có và ổn định tài chính cho gia chủ. Đồng tiền xu thường được sử dụng trong nhiều phương pháp phong thủy khác nhau, từ việc treo chúng ở cửa chính, đặt trong két sắt đến việc kết hợp với các vật phẩm khác như túi tiền, bùa may mắn để tăng cường tác dụng. Vị trí đặt, đồng tiền xu nên được đặt ở két sắt, bàn thờ thần tài, hoặc trên bàn làm việc. Đây là những nơi tượng trưng cho sự thịnh vượng, giúp đồng tiền xu phát huy khả năng thu hút tài lộc và bảo vệ tài sản của gia đình. Nếu bạn treo đồng tiền xu ở cửa chính, hãy chắc chắn rằng chúng được buộc chặt và treo ở phía trong cửa, giúp đón nhận và giữ gìn tài lộc khi nó vào nhà. Lưu ý, tránh đặt đồng tiền xu ở những nơi tối tăm, ẩm ướt như nhà kho, phòng tắm, hoặc gần các thiết bị điện tử, vì điều này có thể làm giảm hiệu quả phong thủy của đồng tiền. Đồng tiền xu cần được giữ sạch sẽ và sáng bóng để đảm bảo năng lượng tích cực luôn được duy trì. Việc đặt đồng tiền xu ở những nơi sáng sủa, thoáng mát và dễ nhìn thấy sẽ tăng cường khả năng thu hút tài lộc. 5. Tượng Phật Di Lặc mang lại hạnh phúc và tài lộc. Tượng Phật Di Lặc, với hình ảnh đặc trưng là nụ cười hiền hậu, bụng tròn, được biết đến như biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sự an lạc. Theo phong thủy, Phật Di Lặc không chỉ mang lại sự bình an, mà còn có khả năng thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia đình. Hình ảnh Phật Di Lặc thường xuất hiện trong phòng khách hoặc những nơi trang trọng trong nhà, là nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy và cảm nhận được năng lượng tích cực mà tượng Phật mang lại. Vị trí đặt, tượng Phật Di Lặc nên được đặt ở phòng khách, trên bàn thờ hoặc trên kệ cao trong nhà, ở nơi trang trọng và dễ nhìn thấy. Vị trí lý tưởng là đối diện cửa chính hoặc gần cửa ra vào, để Phật Di Lặc có thể chào đón những nguồn năng lượng tốt lành vào nhà, mang lại sự hạnh phúc và thịnh vượng cho gia đình. Lưu ý, tránh đặt tượng Phật Di Lặc ở những nơi thiếu trang nghiêm như dưới gầm cầu thang, gần nhà vệ sinh, nhà bếp hoặc trong phòng ngủ, vì điều này có thể gây ra sự bất kính và làm giảm hiệu quả phong thủy của tượng. Tượng Phật Di Lặc cần được đặt ở nơi cao ráo, sạch sẽ và thoáng mát để phát huy tối đa tác dụng. Hãy thường xuyên lau chùi tượng để giữ cho tượng luôn sạch sẽ, sáng bóng, giúp mang lại sự an lạc và tài lộc cho gia đình. Những vật phẩm phong thủy này không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn chứa đựng năng lượng đặc biệt có khả năng thu hút tài lộc, bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo và mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải biết cách sắp xếp chúng sao cho đúng vị trí để phát huy tối đa hiệu quả của chúng. Một sai lầm nhỏ trong việc đặt vị trí cũng có thể dẫn đến những hệ quả không mong muốn, khiến tài lộc tiêu tan và xui xẻo bủa vây. Vì vậy, hãy luôn cẩn trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng về phong thủy trước khi quyết định đặt những vật phẩm này trong nhà. Bằng cách sắp xếp đúng cách, bạn sẽ không chỉ bảo vệ được tài lộc mà còn đảm bảo một cuộc sống thịnh vượng, bình an và hạnh phúc cho cả gia đình. Trong phong thủy và tâm linh, mỗi vật dụng, mỗi chi tiết trong không gian sống của chúng ta đều mang trong mình một loại năng lượng riêng, có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Những năng lượng này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn có thể tác động trực tiếp đến vận mệnh, tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Đôi khi, chúng ta vô tình giữ lại trong nhà những vật phẩm mang theo năng lượng xấu, khiến công việc làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất và bệnh tật triền miên mà không hề hay biết. Việc nhận diện và loại bỏ những vật phẩm này là vô cùng quan trọng để duy trì sự hài hòa, cân bằng trong ngôi nhà và cuộc sống của bạn. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 vật mang xui xẻo, tai họa đến cho gia chủ. Những vật phẩm này, nếu để lâu trong nhà, sẽ làm tăng thêm sự bất hạnh, trì trệ và thất bại. Hãy cùng tìm hiểu và xem liệu bạn có cần phải loại bỏ những vật này ra khỏi ngôi nhà của mình ngay hôm nay không? 1. Vật trang trí sắc nhọn, biểu tượng của sự xung đột và bạo lực. Những vật trang trí có hình dạng sắc nhọn như dao, kiếm, giáo mát, hay thậm chí là những tác phẩm nghệ thuật có cạnh sắc bén có thể tạo ra năng lượng tiêu cực trong ngôi nhà. Trong phong thủy, các vật phẩm này được coi là mang theo sát khí, biểu thị cho sự xung đột, bạo lực và bất hòa. Chúng có thể gây ra căng thẳng, tranh cãi và xung đột giữa các thành viên trong gia đình, cũng như ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài lộc. Sự hiện diện của những vật sắc nhọn trong không gian sống còn có thể tạo ra cảm giác bất an, lo lắng và khó chịu,
làm giảm sự thoải mái và yên bình trong ngôi nhà. Đặc biệt, nếu được đặt ở những vị trí không phù hợp như phòng ngủ, phòng khách hoặc gần cửa ra vào, chúng có thể làm tăng cường năng lượng tiêu cực và gây ra nhiều rắc rối không đáng có. Để tạo ra một môi trường sống an lành và hài hòa, bạn nên tránh sử dụng hoặc trưng bày những vật trang trí có hình dạng sắc nhọn trong nhà. Thay vào đó, hãy lựa chọn những vật phẩm có hình dạng mềm mại, tròn trịa và mang ý nghĩa tốt lành như bình hoa, tượng Phật hay các biểu tượng may mắn khác để thu hút năng lượng tích cực, thúc đẩy sự hòa hợp và thịnh vượng cho gia đình. 2. Đồng hồ chết hoặc ngừng chạy, dấu hiệu của sự ngưng trệ và mất mát. Đồng hồ là biểu tượng của thời gian, sự tiến triển và sự liên tục trong cuộc sống. Một chiếc đồng hồ hoạt động tốt thể hiện sự vận động, tiến lên và sự kiểm soát tốt về thời gian. Tuy nhiên, khi đồng hồ trong nhà bị chết hoặc ngừng chạy, nó tượng trưng cho sự ngưng trệ, trì hoãn và mất mát. Điều này có thể dẫn đến sự đình trệ trong công việc, các dự án bị trì hoãn, cơ hội bị bỏ lỡ và thậm chí là sự suy giảm trong tài chính và mối quan hệ. Ngoài ra, đồng hồ chết cũng có thể tạo ra cảm giác bất an, lo lắng và mất kiểm soát trong cuộc sống hàng ngày. Nó nhắc nhở chúng ta về sự dừng lại, kết thúc và có thể mang đến những điều không may mắn nếu không được xử lý kịp thời. Để duy trì năng lượng tích cực và sự liên tục trong cuộc sống, bạn nên kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các đồng hồ trong nhà đều hoạt động tốt. Nếu phát hiện đồng hồ ngừng chạy, hãy thay pin hoặc sửa chữa ngay lập tức. Trong trường hợp không thể sửa chữa, tốt nhất bạn nên thay thế bằng một chiếc đồng hồ mới để khôi phục lại sự cân bằng và dòng chảy năng lượng tích cực trong không gian sống của mình. 3. Những vật dụng cũ kỹ, bám bụi, biểu hiện của sự trì trệ và bất hạnh. Những vật dụng cũ kỹ, bám bụi như đồ nội thất đã lỗi thời, quần áo không còn sử dụng, sách báo cũ hay những món đồ lưu niệm đã mất đi ý nghĩa ban đầu có thể trở thành nguồn gốc của năng lượng tiêu cực trong nhà. Chúng tạo ra cảm giác lộn xộn, nặng nề và cản trở dòng chảy của năng lượng tích cực, dẫn đến sự trì trệ trong công việc, tài chính và các mối quan hệ. Sự tích tụ của những vật dụng không cần thiết cũng làm cho không gian sống trở nên chật chội, khó chịu và ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như sức khỏe của mọi người. Việc giữ lại quá nhiều đồ cũ còn khiến bạn khó tập trung vào hiện tại và tương lai, kìm hãm sự phát triển và tiến bộ trong cuộc sống. Để giải phóng năng lượng tiêu cực và tạo ra không gian sống thoáng đãng, bạn nên thường xuyên dọn dẹp và loại bỏ những vật dụng không còn cần thiết. Việc sắp xếp lại không gian sống một cách gọn gàng, ngăn nắp sẽ giúp cải thiện tâm trạng, tăng cường sự tập trung và thu hút những cơ hội mới, may mắn và thành công đến với bạn. 4. Tranh ảnh có nội dung buồn thảm, gây nên sự u ám và đau khổ. Tranh ảnh là một phần quan trọng trong việc trang trí nội thất, góp phần thể hiện cá tính và sở thích của gia chủ. Tuy nhiên, việc lựa chọn tranh ảnh cũng cần được xem xét kỹ lưỡng về mặt phong thủy. Những bức tranh có nội dung buồn thảm, u ám như cảnh chiến tranh, bão tố, hoàng hôn tàn lụi hay những hình ảnh đau khổ, cô đơn có thể mang đến năng lượng tiêu cực, tạo ra không khí u ám và ảnh hưởng xấu đến tinh thần của mọi người trong nhà. Những hình ảnh tiêu cực này có thể dẫn đến cảm giác chán nản, thiếu động lực và thậm chí gây ra những vấn đề về tâm lý như lo âu, trầm cảm. Chúng cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, gây ra xung đột và hiểu lầm không đáng có. Để tạo ra một không gian sống tươi sáng và tích cực, bạn nên chọn những bức tranh có nội dung vui vẻ, lạc quan và mang ý nghĩa tốt lành. Những hình ảnh về thiên nhiên tươi đẹp, hoa lá, động vật dễ thương hay những biểu tượng của sự thịnh vượng như thuyền buồm, cá chép, ngựa phi nước đại sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực, mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia đình. 5. Cây cối khô héo, biểu hiện của sự suy tàn và bệnh tật. Cây cối và hoa lá trong nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp thanh lọc không khí và tạo ra năng lượng sống động, tươi mới cho không gian sống. Tuy nhiên, khi cây cối trở nên khô héo, úa tàn, chúng lại trở thành biểu hiện của sự suy tàn, bệnh tật và năng lượng tiêu cực. Những cây khô héo làm cho không gian trở nên ảm đạm, thiếu sức sống và có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe và tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, cây cối khô héo còn được xem như dấu hiệu của sự trì trệ trong công việc và tài chính. Chúng có thể làm giảm sự thịnh vượng và may mắn, gây ra những khó khăn và trở ngại không đáng có trong cuộc sống hàng ngày.
Để duy trì năng lượng tích cực và sự cân bằng trong nhà, bạn nên chăm sóc cây cối một cách cẩn thận, đảm bảo chúng luôn tươi tốt và khỏe mạnh. Nếu có những chậu cây đã khô héo không thể phục hồi, hãy loại bỏ chúng và thay thế bằng những cây mới, tràn đầy sức sống. Lựa chọn những loại cây phù hợp với môi trường và điều kiện sống của bạn sẽ giúp tăng cường phong thủy, mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình. 6. Đồ vật bị hư hỏng, nguồn gốc của sự bế tắc và xui xẻo. Những đồ vật bị hư hỏng như đồ điện tử không hoạt động, đồng hồ ngừng chạy, đồ dùng bị gãy hay rách là nguồn gốc của năng lượng tiêu cực trong ngôi nhà. Trong phong thủy, những vật phẩm này biểu trưng cho sự bế tắc, ngưng trệ và thất bại. Chúng tạo ra những dòng năng lượng đình trệ, ngăn cản sự lưu thông của khí tốt và gây ảnh hưởng xấu đến tài lộc, công danh cũng như sức khỏe của gia chủ. Đồ vật hư hỏng còn gây ra cảm giác bất tiện, khó chịu và có thể làm giảm chất lượng cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, một chiếc đồng hồ ngừng chạy không chỉ làm mất đi chức năng theo dõi thời gian mà còn biểu thị sự ngừng trệ trong cuộc sống và công việc. Tương tự, các thiết bị điện tử hỏng hóc có thể gây ra cảm giác bực bội và làm giảm hiệu suất làm việc. Để duy trì một không gian sống hài hòa và tràn đầy năng lượng tích cực, bạn nên thường xuyên kiểm tra và sửa chữa hoặc loại bỏ những đồ vật bị hư hỏng trong nhà. Việc thay thế chúng bằng những vật phẩm mới, hoạt động tốt sẽ giúp khôi phục lại dòng chảy năng lượng, mang lại sự thuận lợi và may mắn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. 7. Gương vỡ, biểu tượng của sự tan vỡ và bất hạnh. Gương là một vật phẩm phong thủy quan trọng, được biết đến với khả năng phản chiếu và nhân đôi năng lượng trong không gian sống. Tuy nhiên, khi gương bị vỡ, nó trở thành biểu tượng của sự tan vỡ, bất hạnh và những điều không may mắn. Theo quan niệm phong thủy, gương vỡ không chỉ mang lại điềm xấu mà còn làm phân tán và biến dạng năng lượng tích cực trong nhà, dẫn đến sự mất cân bằng và rối loạn trong cuộc sống của gia chủ. Việc giữ lại một chiếc gương vỡ trong nhà có thể dẫn đến những hậu quả như mối quan hệ gia đình rạn nứt, công việc gặp trắc trở, tài lộc hao hụt và sức khỏe suy giảm. Nhiều nền văn hóa cũng tin rằng gương vỡ mang đến 7 năm xui xẻo và khó khăn trong cuộc sống. Để tránh những ảnh hưởng tiêu cực này, khi gương bị vỡ, bạn nên cẩn thận thu dọn và loại bỏ ngay lập tức. Khi xử lý mảnh vỡ, hãy bọc chúng trong vải hoặc giấy trước khi vứt bỏ để tránh gây thương tích và đảm bảo rằng năng lượng xấu không lan tỏa thêm. Sau đó, bạn có thể thay thế bằng một chiếc gương mới, nguyên vẹn để khôi phục lại sự cân bằng và thu hút năng lượng tích cực vào ngôi nhà của mình. Phong thủy và tâm linh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một không gian sống hài hòa, cân bằng và tràn đầy năng lượng tích cực. Việc nhận biết và loại bỏ những vật phẩm mang xui xẻo, tai họa như gương vỡ, đồ vật hư hỏng, cây cối khô héo, tranh ảnh u ám, vật dụng cũ kỹ, đồng hồ chết và vật trang trí sắc nhọn là điều cần thiết để bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn và gia đình. Bằng cách dọn dẹp, sửa chữa và thay thế những vật phẩm này, bạn không chỉ loại bỏ được năng lượng tiêu cực mà còn mở ra con đường cho sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc tràn đầy. Hãy chú ý đến từng chi tiết trong ngôi nhà của bạn, đảm bảo rằng mỗi vật dụng đều đóng góp vào việc tạo nên một môi trường sống tích cực, an lành và thuận lợi cho sự phát triển của mọi thành viên trong gia đình. Hãy bắt đầu hành động ngay hôm nay bằng việc kiểm tra và điều chỉnh không gian sống của bạn theo những nguyên tắc phong thủy tốt lành. Sự thay đổi nhỏ nhưng đúng đắn có thể mang lại những cải thiện lớn trong cuộc sống, giúp bạn đạt được những mục tiêu và ước mơ một cách dễ dàng và suôn sẻ hơn. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình, là nơi chúng ta thể hiện lòng thành kính, tôn thờ và tri ân tổ tiên, ông bà cũng như các vị thần linh. Đây không chỉ là một không gian vật chất mà còn là biểu tượng của mối liên kết tâm linh giữa thế giới hữu hình và vô hình, giữa con cháu và cội nguồn của mình. Chính vì sự linh thiêng và quan trọng của bàn thờ, việc sắp xếp, bài trí và chọn lựa các vật phẩm đặt lên bàn thờ phải được thực hiện một cách cẩn trọng, theo đúng nguyên tắc phong thủy và tâm linh. Nếu chúng ta sơ ý đặt lên bàn thờ những vật phẩm không phù hợp, không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm mà còn có thể mang đến xui xẻo, tai họa cho gia đình. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 vật phẩm cấm kỵ không được đặt lên bàn thờ. Đây là những vật phẩm mà nếu để trên bàn thờ, có thể khiến ông bà quở trách, thần linh nổi giận và gia đình gặp phải những điều không may. Hãy cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn và bảo vệ sự bình an cho tổ ấm của mình.
Mục hoa giả tượng trưng cho sự giả dối và hư ảo. Hoa là biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết và sự sống. Trong các nghi lễ thờ cúng, hoa tươi được coi là vật phẩm không thể thiếu, thể hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh. Tuy nhiên, hoa giả lại mang một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Trong phong thủy, hoa giả được xem là biểu tượng của sự giả dối, hư ảo và thiếu sinh khí. Việc dâng hoa giả lên bàn thờ không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng mà còn có thể mang đến những điều không may mắn, khiến cho gia đình gặp phải những rắc rối không đáng có. Hoa tươi, ngược lại, mang đến năng lượng sống động, giúp gia đình thu hút được tài lộc, may mắn và sức khỏe. Khi chọn hoa để đặt lên bàn thờ, bạn nên chọn những loại hoa có màu sắc tươi sáng, hương thơm dịu nhẹ như hoa sen, hoa huệ, hoa cúc. Những loại hoa này không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại cảm giác an lành, thanh khiết và tạo ra một môi trường linh thiêng, trang nghiêm cho bàn thờ. 2. Tiền giả mang lại sự xui xẻo và mất mát. Tiền vàng mã, tiền giả là một phần quan trọng trong các nghi lễ cúng bái của người Việt, thường được sử dụng để gửi đến tổ tiên và các vị thần linh. Tuy nhiên, việc đặt tiền giả trực tiếp lên bàn thờ lại là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Tiền giả tượng trưng cho sự giả dối, mất mát và không thật, do đó, nếu để trên bàn thờ, nó có thể làm suy giảm năng lượng tốt, khiến cho gia đình gặp phải xui xẻo, thất thoát tài sản và thậm chí là mất đi sự thịnh vượng. Để tránh điều này, bạn nên để tiền vàng mã ở một vị trí khác trong nhà, sau khi cúng xong thì mang đi đốt, thay vì đặt trực tiếp lên bàn thờ. Việc này không chỉ giúp bảo vệ sự linh thiêng của không gian thờ cúng mà còn giữ cho bàn thờ luôn trong trạng thái thanh tịnh, giúp gia đình nhận được nhiều phước lành và tài lộc từ tổ tiên và thần linh. 3. Đồ vật bị hư hỏng, biểu tượng của sự suy tàn và xui xẻo. Bàn thờ là nơi thể hiện sự tôn kính, vì vậy mọi vật phẩm đặt trên bàn thờ cần phải ở trong trạng thái hoàn hảo, không có dấu hiệu của sự hư hỏng hay nứt vỡ. Những đồ vật như bát hương bị nứt, đèn dầu bị gãy, hoặc các tượng thần, tượng Phật bị mẻ không chỉ làm mất đi vẻ trang nghiêm của bàn thờ mà còn là biểu tượng của sự suy tàn, xui xẻo. Khi để những vật phẩm này trên bàn thờ, gia đình có thể gặp phải những rắc rối, bất hạnh và các vấn đề về sức khỏe, tài lộc. Nếu bạn phát hiện trên bàn thờ có bất kỳ đồ vật nào bị hư hỏng, hãy thay thế chúng ngay lập tức bằng những vật phẩm mới, nguyên vẹn. Việc này không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh mà còn giúp gia đình thu hút được năng lượng tích cực, duy trì sự ổn định và thịnh vượng trong cuộc sống. Đừng bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của việc giữ gìn bàn thờ, vì đây chính là nền tảng tâm linh của mỗi gia đình. 4. Ảnh người quá cố khác dòng họ, sự lộn xộn và mâu thuẫn. Bàn thờ gia tiên là nơi để thờ cúng những người đã khuất trong dòng họ, thể hiện sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Tuy nhiên, việc đặt ảnh người quá cố không thuộc dòng họ lên bàn thờ lại là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Điều này có thể gây ra sự lộn xộn, mâu thuẫn trong gia đình, thậm chí là sự quở trách từ tổ tiên. Đây là một hành động có thể làm xáo trộn trật tự phong thủy và mang lại những điều không may cho gia đình. Nếu bạn muốn tưởng nhớ người đã khuất không thuộc dòng họ, hãy lập một bàn thờ riêng hoặc để ảnh họ ở một vị trí khác trong nhà. Bàn thờ chính nên chỉ thờ cúng tổ tiên và các vị thần linh của gia đình để đảm bảo sự hài hòa, trật tự và tránh những xung đột không cần thiết. Việc giữ cho bàn thờ luôn thanh tịnh và đúng nguyên tắc sẽ giúp gia đình bạn duy trì được sự bình an và thuận lợi trong mọi việc. 5. Vật dụng cá nhân, sự xúc phạm và thiếu tôn trọng. Bàn thờ là nơi linh thiêng và cần được giữ gìn cẩn thận, không nên đặt lên đó những vật dụng cá nhân như quần áo, mũ nón, kính mắt hay các vật dụng hàng ngày khác. Những vật dụng này, nếu đặt lên bàn thờ, không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm của không gian thờ cúng mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh. Trong phong thủy, việc này có thể dẫn đến sự xúc phạm và khiến cho gia đình gặp phải những điều không may, thậm chí là đại họa. Để tránh phạm phải điều cấm kỵ này, bạn cần giữ cho bàn thờ luôn sạch sẽ, gọn gàng và chỉ đặt những vật phẩm thờ cúng cần thiết như bát hương, đèn nến, hoa quả và các đồ cúng khác. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sự thiêng liêng của không gian thờ cúng mà còn mang lại sự bình an, thịnh vượng cho gia đình. Việc dọn dẹp và bảo quản bàn thờ một cách cẩn thận cũng là cách để thể hiện lòng thành kính,
giúp tổ tiên và thần linh luôn hài lòng và ban phước lành cho con cháu. 6. Tượng thần linh không rõ nguồn gốc gây ra sự xáo trộn và xui xẻo. Tượng thần linh là vật phẩm thường được đặt trên bàn thờ để cầu nguyện, bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa. Tuy nhiên, việc đặt tượng thần linh không rõ nguồn gốc, không biết được lịch sử và cách sử dụng đúng đắn có thể gây ra sự xáo trộn trong năng lượng của ngôi nhà. Trong phong thủy, điều này có thể dẫn đến xui xẻo, mâu thuẫn và những rủi ro không lường trước được. Để tránh gặp phải những hậu quả không mong muốn, bạn nên cẩn thận khi chọn lựa tượng thần linh để đặt trên bàn thờ. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về nguồn gốc, ý nghĩa của tượng và cách thờ cúng đúng đắn. Nếu có nghi ngờ về nguồn gốc của tượng, tốt nhất là không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Điều này giúp bạn duy trì sự hài hòa và bình yên trong gia đình, tránh được những điều không may mắn. 7. Các vật phẩm kim loại gỉ sét mang lại năng lượng tiêu cực. Các vật phẩm bằng kim loại như chân nến, bát hương hay các đồ trang trí bằng kim loại nếu bị gỉ sét cũng không nên để trên bàn thờ. Gỉ sét không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của vật phẩm mà còn tượng trưng cho sự suy tàn, thiếu sinh khí và năng lượng tiêu cực. Trong phong thủy, kim loại bị gỉ sét có thể gây ra sự trì trệ trong năng lượng, khiến cho gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, tài lộc bị hao mòn và các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Để tránh điều này, bạn nên thường xuyên kiểm tra và làm sạch các vật phẩm bằng kim loại trên bàn thờ. Nếu phát hiện có dấu hiệu gỉ sét, hãy ngay lập tức thay thế bằng những vật phẩm mới, sáng bóng để duy trì sự trong sáng và tích cực của năng lượng trên bàn thờ. Việc này không chỉ giúp bảo vệ tài lộc mà còn mang lại sự thịnh vượng và bình an cho gia đình. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà, nơi chúng ta giao tiếp với tổ tiên và thần linh, cầu nguyện cho sự bình an và thịnh vượng. Vì vậy, việc sắp xếp và lựa chọn các vật phẩm trên bàn thờ cần phải được thực hiện với sự cẩn trọng và tôn kính. Tránh đặt những vật phẩm cấm kỵ như hoa giả, tiền giả, đồ vật hư hỏng, ảnh người quá cố không thuộc dòng họ, vật dụng cá nhân, tượng thần linh không rõ nguồn gốc và các vật phẩm kim loại gỉ sét lên bàn thờ sẽ giúp gia đình bạn giữ được sự hài hòa, an lành và tránh được những điều không may mắn. Hãy luôn chăm sóc và bảo quản bàn thờ của gia đình một cách chu đáo, bởi đó không chỉ là nơi thể hiện lòng thành kính mà còn là nền tảng của sự bình an và thịnh vượng cho cả gia đình. Việc hiểu và áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy trong thờ cúng sẽ giúp bạn bảo vệ tổ ấm, thu hút những điều tốt lành và đạt được hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong không gian sống của mỗi gia đình, phòng ngủ được coi là nơi quan trọng bậc nhất về mặt phong thủy. Đây là nơi bạn và gia đình nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc và học tập. Vì thế, việc sắp xếp và bài trí phòng ngủ sao cho hợp phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động đến tài vận, sức khỏe và hạnh phúc của gia chủ. Đặc biệt, khu vực đầu giường, nơi mà bạn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất, được xem là vị trí quan trọng có thể thu hút tài lộc, bảo vệ bình an và thậm chí giúp những cặp vợ chồng khó có con sớm đón nhận tin vui. Theo phong thủy, mỗi vật phẩm được đặt ở đầu giường đều có khả năng ảnh hưởng lớn đến năng lượng và vận may của gia đình. Đầu giường không chỉ là nơi để bạn dựa lưng nghỉ ngơi, mà còn là điểm giao thoa của những luồng năng lượng quan trọng, nơi mà sự cân bằng giữa yếu tố âm và dương cần được duy trì. Đặt đúng các vật phẩm phong thủy tại đây có thể giúp bạn thu hút được những cơ hội tài chính, tăng cường sự hài hòa trong các mối quan hệ và thậm chí giúp những cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc sinh con sớm có được tin vui. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 vật phẩm phong thủy mà khi được đặt ở đầu giường có thể mang lại những thay đổi tích cực, giúp gia chủ từ chỗ khó khăn, nghèo khó cũng có thể phất lên nhanh chóng. Những vật phẩm này không chỉ đơn thuần là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp cân bằng năng lượng, thu hút tài lộc và mang lại hạnh phúc, sự an yên cho cả gia đình. Hãy cùng tôi đi vào chi tiết từng vật phẩm và cách sắp xếp chúng sao cho hợp lý để đạt được hiệu quả phong thủy tối ưu nhất. 1. Quả bầu hồ lô khô. Quả bầu hồ lô khô là một vật phẩm phong thủy có lịch sử lâu đời, thường được sử dụng để bảo vệ sức khỏe, thu hút tài lộc và mang lại sự trường thọ. Hình dáng đặc biệt của hồ lô, phần miệng nhỏ và phần bụng phình to được coi là biểu tượng của việc hút giữ năng lượng tốt và loại bỏ năng lượng xấu.
Khi đặt quả bầu hồ lô khô ở đầu giường, nó sẽ giúp gia chủ bảo vệ sức khỏe, tránh khỏi những bệnh tật và mang lại giấc ngủ an lành. Đặc biệt, đối với những cặp vợ chồng đang mong muốn có con, quả bầu hồ lô còn được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, giúp kích hoạt năng lượng sinh sản và mang lại tin vui trong thời gian sớm nhất. Hãy đặt quả bầu hồ lô ở phía đông hoặc đông nam của đầu giường để tối đa hóa hiệu quả phong thủy. 2. Tượng đôi hươu phong thủy. Hươu từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự trường thọ, tài lộc và hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, đôi hươu phong thủy còn mang ý nghĩa về sự kết nối, hòa hợp và nhân duyên tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình. Đặt một đôi hươu phong thủy ở đầu giường, hướng về phía nam hoặc tây nam, sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng và phúc lộc cho gia đình. Đối với những cặp vợ chồng đang mong muốn có con, tượng đôi hươu cũng được cho là có khả năng kích hoạt năng lượng sinh sản, mang lại tin vui trong thời gian sớm nhất. 3. Đèn ngủ phong thủy. Ánh sáng trong phong thủy có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự cân bằng năng lượng trong không gian sống. Đèn ngủ phong thủy, đặc biệt là đèn có ánh sáng ấm áp, không chỉ giúp tạo ra một không gian thư giãn, yên bình mà còn kích hoạt những nguồn năng lượng tích cực. Khi đặt đèn ngủ ở đầu giường, tốt nhất là ở hai bên, ánh sáng sẽ giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và lo lắng, giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Đồng thời, ánh sáng từ đèn phong thủy cũng có thể giúp thu hút tài lộc, bảo vệ sức khỏe và mang lại may mắn cho gia chủ. 4. Đá thạch anh hồng. Thạch anh hồng là loại đá phong thủy nổi tiếng với khả năng thu hút tình yêu, sự hòa hợp và năng lượng tích cực. Khi đặt một viên đá thạch anh hồng ở đầu giường, nó không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình mà còn giúp tạo ra sự bình an, thư thái trong không gian ngủ. Đặc biệt, đối với những cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong việc có con, thạch anh hồng được cho là có khả năng kích hoạt năng lượng sinh sản, giúp mang lại tin vui trong tương lai gần. Đặt thạch anh hồng ở vị trí trung tâm của đầu giường sẽ giúp cân bằng năng lượng và thu hút những điều tốt lành vào cuộc sống. 5. Tranh đôi uyên ương. Tranh đôi uyên ương là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, sự gắn kết và hạnh phúc trong hôn nhân. Đặt một bức tranh đôi uyên ương ở đầu giường, đặc biệt là hướng Tây Nam, không chỉ giúp tăng cường sự gắn bó, hòa hợp giữa vợ chồng mà còn kích hoạt năng lượng tình duyên, giúp những cặp đôi khó có con sớm nhận được tin vui. Tranh uyên ương cũng giúp bảo vệ không gian ngủ khỏi những năng lượng xấu, mang lại sự bình yên và thư giãn cho cả gia đình. Phong thủy không chỉ là nghệ thuật bố trí không gian mà còn là cách thức để bạn cải thiện cuộc sống, thu hút tài lộc, bảo vệ bình an và mang lại hạnh phúc cho gia đình. Đầu giường là vị trí quan trọng trong phòng ngủ, và việc đặt các vật phẩm phong thủy như quả bầu hồ lô khô, tượng đôi hươu, đèn ngủ phong thủy, đá thạch anh hồng và tranh đôi uyên ương không chỉ giúp gia chủ thu hút tài lộc mà còn mang lại sự bình an, phúc lộc và tin vui cho gia đình. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc phong thủy này vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình trở nên thuận lợi, suôn sẻ và đầy đủ hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi vật phẩm phong thủy đều mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, và khi được đặt đúng cách, chúng sẽ giúp gia đình bạn vượt qua mọi khó khăn, nghèo khó mấy cũng có thể phất lên giàu sang, và cuộc sống gia đình sẽ ngày càng viên mãn, hạnh phúc hơn. Đừng ngần ngại thay đổi không gian sống của mình, bởi mỗi điều chỉnh nhỏ đều có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực không ngờ. Chúc bạn và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào và hạnh phúc viên mãn trong tổ ấm của mình. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, sức khỏe luôn là điều quý giá nhất, và việc giữ gìn nó không chỉ phụ thuộc vào y học hiện đại mà còn đòi hỏi sự hiểu biết về những yếu tố tâm linh và phong thủy có thể ảnh hưởng đến cơ thể và tinh thần của chúng ta. Hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề vô cùng quan trọng và cần thiết, đặc biệt là đối với những ai đang phải chiến đấu với bệnh tật. Có những bệnh nhân mà khi mắc phải những căn bệnh nhất định, tuyệt đối không nên đi viếng đám ma, bởi lẽ âm khí từ những nơi này có thể xâm nhập và làm cho bệnh tình của họ trở nên nặng nề hơn. Vậy, những bệnh nào cần phải kiêng kỵ, và tại sao điều này lại quan trọng đến vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video hôm nay để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Một, người mắc bệnh tim mạch. Đầu tiên, chúng ta phải nói đến những người mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.
Người bệnh tim mạch thường có hệ tuần hoàn và thần kinh yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đột ngột về cảm xúc và môi trường xung quanh. Khi đi viếng đám ma, cảm giác buồn bã, lo âu và tiếng khóc than có thể làm tăng áp lực lên tim, gây ra những biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, những nơi có nhiều âm khí như đám ma có thể làm suy yếu thêm dương khí của người bệnh, khiến sức khỏe của họ càng thêm suy sụp. Đối với người bệnh tim mạch, việc kiêng cử đi viếng đám ma không chỉ là bảo vệ sức khỏe thể chất mà còn là giữ cho tinh thần luôn ổn định và tránh những nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường xung quanh. 2. Người mắc bệnh hô hấp. Người mắc các bệnh hô hấp, đặc biệt là những bệnh mãn tính như hen suyễn, viêm phế quản hay COPD, cần phải hết sức cẩn trọng khi tiếp xúc với môi trường nhiều âm khí như đám ma. Trong không gian này, thường có nhiều yếu tố gây hại như khói nhang, không khí ngột ngạt và cả sự căng thẳng tâm lý có thể kích thích các cơn co thắt phế quản, làm tình trạng hô hấp trở nên trầm trọng hơn. Theo phong thủy, khí âm có tính lạnh và ẩm, dễ dàng tác động xấu đến hệ hô hấp vốn đã yếu ớt, khiến cho bệnh tình diễn tiến nặng hơn, dẫn đến khó thở, ho kéo dài và thậm chí là nguy cơ suy hô hấp. Để bảo vệ sức khỏe, người mắc bệnh hô hấp nên tránh xa những nơi có không khí ô nhiễm và âm khí mạnh như đám ma, đồng thời duy trì môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng. 3. Người mắc bệnh ung thư. Bệnh nhân ung thư, với hệ miễn dịch suy yếu và sức đề kháng kém, cũng nằm trong nhóm cần đặc biệt tránh xa đám ma. Âm khí từ nơi này không chỉ làm suy giảm dương khí của người bệnh mà còn có thể tác động tiêu cực đến tinh thần, khiến họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản và mất niềm tin vào việc chữa trị. Theo quan niệm tâm linh, những nơi có nhiều âm khí có thể tạo điều kiện cho các loại năng lượng tiêu cực xâm nhập vào cơ thể, làm gia tăng sự phát triển của tế bào ung thư. Vì vậy, việc giữ tinh thần lạc quan, tránh xa những nơi u ám và duy trì một môi trường sống tích cực là điều vô cùng quan trọng để hỗ trợ quá trình điều trị ung thư. 4. Người mắc bệnh về hệ thần kinh. Những người đang phải đối mặt với các bệnh liên quan đến hệ thần kinh, chẳng hạn như trầm cảm, lo âu, rối loạn thần kinh chức năng, cũng nên tránh đi viếng đám ma. Không khí tang thương, đau buồn từ đám ma có thể làm cho tinh thần của người bệnh càng trở nên bất ổn, dễ bị kích động hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm nặng hơn. Trong phong thủy, âm khí có thể tác động xấu đến não bộ và hệ thần kinh, gây ra các triệu chứng như mất ngủ, lo âu, căng thẳng quá mức, và trong trường hợp nặng, có thể dẫn đến suy sụp tinh thần. Để bảo vệ sức khỏe tinh thần, người mắc bệnh về hệ thần kinh cần giữ khoảng cách với những sự kiện đau buồn, đồng thời thực hành những phương pháp thư giãn tinh thần như thiền, yoga, và duy trì lối sống lành mạnh. 5. Người mắc bệnh về hệ tiêu hóa. Những người mắc bệnh về hệ tiêu hóa như viêm loét dạ dày, đại tràng, hay hội chứng ruột kích thích cũng cần phải lưu ý tránh đi viếng đám ma. Căng thẳng tâm lý và âm khí có thể làm cho hệ tiêu hóa vốn đã yếu trở nên hoạt động kém hiệu quả, gây ra các triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Theo phong thủy, âm khí lạnh và ẩm có thể tác động tiêu cực đến dạ dày và ruột, khiến cho bệnh tình trở nên nặng nề hơn. Để giữ gìn sức khỏe tiêu hóa, ngoài việc kiêng kỵ đi đám ma, người bệnh cần chú trọng đến chế độ ăn uống lành mạnh, tránh các thực phẩm kích thích và duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. 6. Người mắc bệnh về hệ miễn dịch. Cuối cùng, những người có hệ miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như người mắc bệnh tự miễn, HIV/AIDS, hoặc đang trong giai đoạn điều trị hóa trị liệu, cần phải tuyệt đối kiêng đi viếng đám ma. Hệ miễn dịch của họ vốn đã yếu, không đủ khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài, và việc tiếp xúc với âm khí có thể làm cho cơ thể họ càng dễ bị tấn công bởi các loại vi khuẩn, virus và nấm mốc. Phong thủy cho rằng, âm khí không chỉ ảnh hưởng đến dương khí của người bệnh mà còn có thể làm suy giảm năng lượng bảo vệ của cơ thể, khiến họ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng và bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Để bảo vệ sức khỏe, những người này cần tránh xa các môi trường có âm khí mạnh và duy trì một lối sống lành mạnh, tăng cường hệ miễn dịch bằng cách ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có, và việc bảo vệ nó không chỉ đòi hỏi sự chăm sóc y tế mà còn cần đến sự hiểu biết về những yếu tố phong thủy, tâm linh có thể tác động đến cơ thể và tinh thần.
những bệnh nhân mắc phải các căn bệnh nghiêm trọng cần phải đặc biệt chú ý kiêng kỵ, tránh xa những nơi có nhiều âm khí như đám ma để bảo vệ sức khỏe và tránh những biến chứng nguy hiểm. Hy vọng rằng những kiến thức được chia sẻ trong video hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm sự hiểu biết và biết cách chăm sóc bản thân một cách toàn diện hơn. Đừng quên chia sẻ video này để những người thân yêu của bạn cũng có thể biết và thực hiện những biện pháp bảo vệ sức khỏe đúng cách. Cuộc sống của chúng ta đôi khi phải đối mặt với những sự kiện đầy cảm xúc và nặng nề như việc tham dự tang lễ, tiễn biệt người thân yêu về cõi vĩnh hằng. Trong những giây phút đau buồn đó, chúng ta không chỉ đến để chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình tan quyến mà còn để thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân với người đã khuất. Tuy nhiên, trong văn hóa dân gian, việc tham dự một đám ma không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tưởng niệm mà còn đòi hỏi chúng ta phải tuân theo những quy tắc phong thủy và tâm linh để bảo vệ bản thân khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Người xưa tin rằng khi tham dự một đám tang, chúng ta không chỉ đối diện với sự mất mát mà còn phải đối diện với những yếu tố vô hình, những năng lượng tiêu cực hay còn gọi là khí âm tồn tại trong không gian tang lễ. Khí âm, theo quan niệm phong thủy, là những năng lượng tiêu cực, có thể dễ dàng bám vào cơ thể người sống và gây ra những tác động không tốt đối với sức khỏe và tinh thần. Đặc biệt, trong những lúc tâm hồn còn bàng hoàng trước sự mất mát, cơ thể trở nên yếu đuối hơn, khiến khí âm có cơ hội xâm nhập. Bên cạnh đó, có một niềm tin phổ biến trong dân gian về nỗi lo sợ người âm đi theo về nhà. Theo quan niệm này, những linh hồn không siêu thoát có thể bám vào người sống, mang theo những điều không may mắn hoặc làm xáo trộn cuộc sống thường ngày. Để phòng tránh những rủi ro này, người xưa đã truyền lại nhiều kinh nghiệm quý báu về việc phòng tránh khí âm và bảo vệ bản thân khi tham dự đám tang. Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 vật phẩm đặc biệt mà người xưa khuyên nên mang theo khi đi viếng đám ma. Những vật phẩm này không chỉ giúp bạn tránh được khí âm xâm nhập mà còn bảo vệ bạn khỏi việc người âm đi theo về nhà. Những kiến thức này không chỉ mang tính chất phong thủy mà còn là sự kết hợp của những kinh nghiệm sống, được đúc kết qua hàng ngàn năm, nhằm giúp chúng ta sống an yên và tránh được những điều không may mắn trong cuộc sống. Một, muối, biểu tượng của sự thanh tẩy và bảo vệ. Muối từ lâu đã được xem là một trong những vật phẩm mạnh mẽ nhất trong việc trừ tà, xua đuổi khí âm và bảo vệ khỏi những năng lượng tiêu cực. Khi tham dự đám ma, người xưa khuyên nên mang theo một ít muối trong túi áo hoặc túi quần. Sau khi ra khỏi tang lễ, bạn có thể rắc một ít muối qua vai trái để xua đuổi những năng lượng xấu, đồng thời tránh việc người âm đi theo về nhà. Muối có khả năng hấp thụ và trung hòa năng lượng tiêu cực, nên nó được xem là một lá chắn bảo vệ hiệu quả. Ngoài việc mang theo muối khi đi viếng đám ma, bạn cũng có thể dùng muối để thanh tẩy không gian sống của mình bằng cách rắc muối ở các góc nhà hoặc cửa ra vào. Điều này sẽ giúp loại bỏ những năng lượng tiêu cực và tạo nên một không gian sống trong lành, yên bình. Muối còn là biểu tượng của sự sạch sẽ và tinh khiết. Trong nhiều nền văn hóa, muối được sử dụng trong các nghi thức thanh tẩy, loại bỏ những điều xấu xa và mang lại may mắn. Nếu bạn cảm thấy không gian sống của mình bị nặng nề, hãy thử rắc một ít muối ở những góc tối, nơi ít được chú ý, để làm sạch và tái cân bằng năng lượng. 2. Lá bưởi, vật phẩm trừ tà hiệu quả. Lá bưởi là một trong những vật phẩm phổ biến trong các nghi thức tâm linh của người Việt, đặc biệt là trong việc xua đuổi tà ma, thanh tẩy không gian. Người xưa tin rằng, mang theo một vài lá bưởi trong túi khi đi viếng đám ma có thể giúp bạn tránh được khí âm xâm nhập và bảo vệ cơ thể khỏi những năng lượng tiêu cực. Sau khi viếng đám ma về, bạn có thể dùng lá bưởi để tắm hoặc đun nước sông nhằm loại bỏ hoàn toàn khí âm còn sót lại trên cơ thể. Lá bưởi không chỉ có tác dụng làm sạch cơ thể mà còn giúp tinh thần thư thái, giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi sau những giờ phút đầy cảm xúc tại tang lễ. Đây là một phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để bảo vệ bản thân khỏi những tác động xấu từ môi trường tang lễ. Lá bưởi còn được sử dụng trong nhiều nghi thức thanh tẩy khác nhau, chẳng hạn như xông nhà, xông đất để loại bỏ khí xấu và thu hút vượng khí. Với hương thơm dễ chịu và khả năng xua đuổi tà khí, lá bưởi đã trở thành một phần không thể thiếu trong các nghi lễ truyền thống của người Việt. 3. Tỏi, vật phẩm truyền thống xua đuổi ma quỷ. Tỏi từ lâu đã được sử dụng trong nhiều nền văn hóa như một vật phẩm có khả năng xua đuổi ma quỷ và bảo vệ con người khỏi những điều xấu xa.
Khi đi viếng đám ma, bạn có thể mang theo một tép tỏi trong túi áo hoặc túi quần để bảo vệ mình khỏi khí âm và tránh việc người âm đi theo về nhà. Sau khi về nhà, hãy nhớ bỏ tép tỏi này ra ngoài và không sử dụng lại để đảm bảo rằng bạn không mang theo những năng lượng tiêu cực vào không gian sống của mình. Ngoài ra, tỏi cũng có thể được sử dụng trong nhà để bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng xấu. Bạn có thể đặt một vài tép tỏi ở các góc nhà, đặc biệt là ở những nơi tối tăm, ẩm ướt, để tạo ra một lá chắn bảo vệ khỏi tà khí. Tỏi không chỉ là một nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực mà còn là một vật phẩm phong thủy mạnh mẽ, giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ và an yên. Tỏi cũng thường được treo trên cửa ra vào hoặc đặt dưới gối trẻ em để tránh tà ma và bảo vệ giấc ngủ an lành. Trong phong thủy, tỏi không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn thu hút may mắn và tài lộc nếu được sử dụng đúng cách. 4. Vòng ngọc, biểu tượng của sự bảo vệ và may mắn. Vòng ngọc, đặc biệt là ngọc bích, được coi là vật phẩm mang lại may mắn và sự bảo vệ trong phong thủy. Khi đi viếng đám ma, bạn nên đeo một chiếc vòng ngọc trên tay để giúp tạo ra một lớp bảo vệ năng lượng xung quanh cơ thể, ngăn chặn khí âm xâm nhập và giữ cho tâm hồn bạn luôn được thanh tịnh. Ngọc bích được cho là có khả năng thu hút năng lượng tích cực, đồng thời xua đuổi những năng lượng tiêu cực. Đeo vòng ngọc không chỉ giúp bạn tránh được khí âm mà còn mang lại sự bình an, may mắn trong cuộc sống. Hãy chọn một chiếc vòng ngọc phù hợp với bản mệnh của bạn để tăng cường khả năng bảo vệ và thu hút vượng khí. Ngoài ra, vòng ngọc còn giúp cân bằng cảm xúc, giảm căng thẳng và lo âu. Năng lượng từ ngọc bích giúp người đeo cảm thấy tự tin hơn, sáng suốt hơn trong những quyết định quan trọng. Đối với những người tham gia tang lễ, chiếc vòng ngọc sẽ là một lá chắn tinh thần, giúp bạn vượt qua những cảm xúc đau buồn và giữ vững tâm hồn trong sáng. 5. Bạc, kim loại trừ tà mạnh mẽ. Bạc từ lâu đã được biết đến với khả năng trừ tà, bảo vệ con người khỏi những ảnh hưởng xấu từ môi trường bên ngoài. Khi đi viếng đám ma, bạn có thể đeo một món trang sức bằng bạc như vòng cổ, vòng tay hoặc nhẫn để bảo vệ mình khỏi khí âm. Bạc có tác dụng khử trùng và loại bỏ các năng lượng tiêu cực, giúp bạn duy trì sự cân bằng năng lượng trong cơ thể. Sau khi tham dự tang lễ, bạn nên rửa sạch món trang sức bạc dưới nước lạnh để loại bỏ hết những năng lượng xấu mà nó đã hấp thụ. Bạc không chỉ là một kim loại quý mà còn là một vật phẩm phong thủy quan trọng, giúp bạn bảo vệ sức khỏe và tinh thần trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Bạc cũng có khả năng kiểm soát sự tuần hoàn năng lượng trong cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe và bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Trang sức bằng bạc còn giúp tăng cường sự liên kết giữa cơ thể và linh hồn, bảo vệ người đeo khỏi những giấc mơ xấu và những lo lắng không cần thiết. 6. Cành dâu tằm, bùa hộ mệnh xua đuổi tà khí. Dâu tằm từ lâu đã được xem là một loại cây có khả năng trừ tà và bảo vệ con người khỏi những điều không may mắn. Khi đi viếng đám ma, người xưa khuyên nên mang theo một cành dâu tằm nhỏ để bảo vệ bản thân khỏi khí âm và tránh việc người âm đi theo về nhà. Cành dâu tằm được xem như một lá chắn mạnh mẽ chống lại những năng lượng tiêu cực, giúp bạn duy trì sự an yên và bình tĩnh. Sau khi về nhà, bạn có thể đặt cành dâu tằm này ở cửa ra vào hoặc treo ở cửa sổ để tiếp tục bảo vệ không gian sống khỏi tà khí. Đây là một phương pháp truyền thống nhưng vô cùng hiệu quả trong việc giữ gìn sự an toàn và yên bình cho gia đình. Dâu tằm cũng thường được dùng trong các nghi lễ trừ tà, giải hạn và bảo vệ trẻ nhỏ khỏi những điều không may. Đặc biệt, dâu tằm còn giúp xua tan những cơn ác mộng, giữ cho giấc ngủ được yên bình và không bị quấy nhiễu bởi những năng lượng xấu. Trong phong thủy và tâm linh, việc tham dự một đám ma không chỉ đơn giản là một nghi thức xã giao mà còn là một thử thách đối với cơ thể và tâm hồn. Khí âm và người âm là những yếu tố vô hình nhưng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tinh thần nếu không được bảo vệ đúng cách. Việc mang theo những vật phẩm như muối, lá bưởi, tỏi, vòng ngọc, bạc và cành dâu tằm sẽ giúp bạn tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc, ngăn chặn khí âm xâm nhập và giữ cho bạn luôn được an toàn. Hãy nhớ rằng, những vật phẩm này không chỉ có tác dụng bảo vệ bạn trong tang lễ mà còn có thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để thanh tẩy không gian sống, bảo vệ gia đình và duy trì sự bình an. Phong thủy không chỉ là những quy tắc khô cứng, mà là sự kết hợp hài hòa giữa những yếu tố tự nhiên và tâm linh, giúp chúng ta sống an yên, tránh được những điều không may mắn và hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.
Việc chuẩn bị và mang theo những vật phẩm này mỗi khi tham dự tang lễ không chỉ giúp bảo vệ bạn mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất và gia đình của họ. Đồng thời, hãy nhớ rằng việc duy trì một không gian sống sạch sẽ, thoáng đãng và an lành cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn và gia đình luôn được bảo vệ và bình yên trong cuộc sống hàng ngày. Hãy sử dụng những kiến thức phong thủy này như một công cụ để giữ gìn sức khỏe, bảo vệ tâm hồn và mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc cho bạn và những người thân yêu. Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại mang theo những dấu hiệu quan trọng về vận mệnh của con người và gia đình. Từ xa xưa, ông cha ta đã tin rằng mỗi sự kiện, mỗi hiện tượng xảy ra trong cuộc sống đều ẩn chứa một thông điệp từ vũ trụ, báo trước những điều may mắn hay xui xẻo sắp đến. Đặc biệt, khi nói đến sự xuất hiện của các loài vật trong nhà, người xưa thường dành sự chú ý đặc biệt, bởi họ tin rằng những con vật này không chỉ đơn thuần là những sinh vật vô tri mà còn là những sứ giả mang đến những điềm báo quan trọng về tương lai. Không phải ngẫu nhiên mà một số con vật lại bất ngờ xuất hiện trong ngôi nhà của bạn. Sự hiện diện của chúng có thể là một lời cảnh báo, một dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp gặp phải những khó khăn, thử thách hoặc thậm chí là những đại họa không mong muốn. Những dấu hiệu này, nếu không được nhận biết và xử lý kịp thời, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc của gia đình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 6 con vật được coi là dấu hiệu cực kỳ xui xẻo khi chúng xuất hiện trong nhà. Đồng thời, tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn những cách thức để tẩy rửa mọi vận đen, giúp bạn và gia đình tránh xa những rủi ro không đáng có. Đây là những kiến thức quý báu đã được truyền lại từ đời này sang đời khác, không chỉ dựa trên kinh nghiệm thực tiễn mà còn là sự kết hợp của các nguyên lý phong thủy, tâm linh sâu sắc. Hãy lắng nghe và ghi nhớ, bởi đôi khi, một sự hiểu biết nhỏ cũng có thể giúp bạn tránh được những tai họa lớn. Một quạ kêu trước cửa, điềm báo của sự mất mát, tan tóc. Quạ là loài chim thường xuất hiện trong những tình huống không may, và tiếng kêu của quạ thường được coi là điềm báo của sự mất mát, tan tóc. Nếu bạn nghe thấy tiếng quạ kêu trước cửa nhà, đó là dấu hiệu cực kỳ xui xẻo, báo hiệu rằng gia đình bạn có thể sắp gặp phải sự mất mát về người thân hoặc những khó khăn lớn về tài chính. Tiếng quạ kêu vào ban đêm càng khiến cho không gian trở nên u ám, mang theo nỗi lo sợ và bất an. Theo quan niệm dân gian, quạ là loài chim gắn liền với thế giới âm phủ, và tiếng kêu của chúng thường báo trước những biến cố không may. Để hóa giải điềm xui từ tiếng quạ kêu, bạn nên đốt trầm hương hoặc nhang phong thủy để làm sạch không gian. Ngoài ra, việc treo các biểu tượng bảo vệ như chuỗi hạt phong thủy hay tượng Phật tại các vị trí quan trọng trong nhà cũng giúp ngăn chặn những điều không may và bảo vệ gia đình khỏi những tai họa sắp tới. 2. Dơi bay vào nhà, dấu hiệu của bệnh tật và xui xẻo. Dơi là loài vật thường xuất hiện vào ban đêm, và nếu chúng bay vào nhà, đó là dấu hiệu của sự bất an, lo lắng và thậm chí là bệnh tật. Theo quan niệm phong thủy, dơi không chỉ mang đến năng lượng tiêu cực mà còn là điềm báo về những bệnh tật, tai ương có thể ập đến với các thành viên trong gia đình. Dơi thường bay vào nhà theo cách rất đột ngột, tạo ra cảm giác hoảng hốt cho những ai nhìn thấy. Người xưa tin rằng, khi dơi bay vào nhà, nó mang theo những khí âm không tốt, có thể gây ra những rắc rối về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Để tẩy rửa vận đen khi dơi bay vào nhà, người xưa khuyên rằng bạn nên sử dụng các loại thảo dược như hương thảo, quế để xông nhà, giúp làm sạch không gian và xua đuổi những năng lượng xấu. Ngoài ra, việc treo các biểu tượng bảo vệ như bùa hộ mệnh hoặc gương bát quái tại cửa ra vào cũng giúp ngăn chặn những điềm xui xẻo và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. 3. Rắn có màu hoặc rắn hai đầu, điềm báo tâm linh cực kỳ xui xẻo. Rắn có màu hoặc rắn hai đầu là những loài vật hiếm gặp, và khi chúng xuất hiện trong nhà, đó là dấu hiệu của một điềm báo tâm linh cực kỳ xui xẻo. Theo quan niệm dân gian, rắn là loài vật gắn liền với sự bí ẩn, huyền bí và những thế lực tâm linh. Khi một con rắn có màu hoặc rắn hai đầu bất ngờ xuất hiện, đó có thể là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đối mặt với những biến cố lớn, có thể liên quan đến sự phản bội, hãm hại từ những người xung quanh hoặc thậm chí là những thế lực siêu nhiên đang đe dọa. Rắn thường được coi là biểu tượng của sự nguy hiểm, và sự xuất hiện của chúng trong nhà không bao giờ là điều tốt lành. Đặc biệt, rắn có màu hoặc rắn hai đầu là những loài vật được cho là mang theo năng lượng cực kỳ xấu,
có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc và vận mệnh của gia đình. Để tẩy rửa vận đen khi rắn có màu hoặc rắn hai đầu xuất hiện, người xưa khuyên rằng bạn nên dùng trầm hương hoặc nhang phong thủy để xua đuổi năng lượng tiêu cực và thanh tẩy không gian sống. Ngoài ra, việc đặt các biểu tượng bảo vệ như tượng Phật, Quan Âm hoặc hình ảnh rồng tại các góc nhà cũng giúp hóa giải năng lượng xấu, bảo vệ gia đình khỏi những hiểm họa sắp tới. 4. Mèo đen đến nhà, biểu hiện của sự rắc rối, bất hòa. Mèo đen thường gắn liền với những điều bí ẩn, ma quái và xui xẻo. Khi một con mèo đen đến nhà, đó là dấu hiệu của sự bất hòa, rắc rối trong gia đình. Mèo đen được coi là biểu tượng của sự xui xẻo, mang đến những xung đột, tranh cãi và thậm chí là những tai nạn không mong muốn. Sự xuất hiện của mèo đen trong nhà vào ban đêm thường được coi là điềm báo xấu, báo hiệu rằng gia đình bạn sắp gặp phải những khó khăn, tranh chấp không đáng có. Theo quan niệm phong thủy, mèo đen mang theo năng lượng âm, có thể ảnh hưởng đến sự hài hòa và hạnh phúc của gia đình. Để hóa giải vận đen khi mèo đen xuất hiện, bạn nên thắp nến hoặc đèn dầu để thanh tẩy không gian. Bên cạnh đó, việc đặt các vật phẩm phong thủy như tượng kỳ lân hay rồng tại cửa ra vào cũng sẽ giúp xua tan năng lượng tiêu cực, mang lại sự hòa thuận và bình yên cho gia đình. 5. Lợn đến nhà, điềm báo của sự thất bại và tiêu hao tài sản. Mặc dù lợn thường được coi là biểu tượng của sự giàu sang và phúc lộc, nhưng khi lợn đến nhà một cách bất thường, đặc biệt là lợn hoang hoặc lợn không phải của gia đình, thì đó là dấu hiệu của sự thất bại và tiêu hao tài sản. Theo quan niệm dân gian, lợn xuất hiện bất ngờ có thể mang theo năng lượng tiêu cực, dẫn đến sự tiêu tán của cải và những khó khăn trong công việc. Lợn đến nhà một cách tự nhiên, không phải do nuôi dưỡng, thường được coi là dấu hiệu của sự xâm nhập từ những nguồn năng lượng không tốt. Đặc biệt, nếu lợn đến nhà mà không có lý do rõ ràng, gia đình bạn nên cẩn thận vì có thể sắp phải đối mặt với những tổn thất tài chính lớn. Để tẩy rửa vận đen khi lợn đến nhà, bạn cần thực hiện việc thanh tẩy nhà cửa bằng cách đốt thảo dược hoặc sử dụng các biện pháp phong thủy như đặt gương bát quái, thắp văn xương tại các vị trí quan trọng trong nhà. Đồng thời, việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp cũng giúp duy trì năng lượng tích cực và bảo vệ tài sản của gia đình. 6. Chuột chạy loạn trong nhà, báo hiệu tài sản tiêu tán. Chuột là loài vật thường xuất hiện trong những môi trường không sạch sẽ, ẩm thấp. Khi chuột bắt đầu chạy loạn trong nhà, đó là dấu hiệu cảnh báo rằng tài sản của gia đình bạn đang gặp nguy hiểm. Theo phong thủy, chuột tượng trưng cho sự tiêu hao, thất thoát tài sản. Nếu bạn thấy chuột xuất hiện nhiều và liên tục, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn có thể sắp mất mát tài sản hoặc gặp phải những vấn đề tài chính nghiêm trọng. Chuột không chỉ gây ra sự khó chịu mà còn là dấu hiệu cho thấy nhà cửa của bạn có vấn đề về vệ sinh, cần phải được làm sạch. Khi chuột chạy loạn trong nhà, đó có thể là điềm báo rằng tiền bạc đang bị rò rỉ, tài sản đang dần bị tiêu tán mà bạn không hề hay biết. Để tẩy rửa vận đen từ chuột, bạn nên làm sạch nhà cửa, loại bỏ các yếu tố gây ẩm mốc, đồng thời đặt các bẫy phong thủy hoặc những biện pháp ngăn chặn chuột xâm nhập. Ngoài ra, việc đặt các biểu tượng thu hút tài lộc như cây kim tiền hay tỳ hưu tại những nơi quan trọng trong nhà cũng sẽ giúp hóa giải những điều không may và bảo vệ tài sản của gia đình. Những hiện tượng tự nhiên như sự xuất hiện của các loài vật trong nhà thường mang theo những thông điệp quan trọng về vận mệnh của gia đình. 6 con vật mà chúng ta vừa khám phá đều được coi là dấu hiệu cực kỳ xui xẻo khi chúng xuất hiện trong nhà. Tuy nhiên, không phải là không có cách để hóa giải những điểm xấu này. Bằng cách sử dụng các biện pháp phong thủy, tẩy rửa không gian sống và sử dụng các biểu tượng bảo vệ, chúng ta có thể hóa giải vận đen, bảo vệ gia đình khỏi những điều không may. Hãy luôn nhớ rằng, hiểu biết về những điềm báo từ tự nhiên không chỉ giúp chúng ta tránh được những rủi ro mà còn là cách để chúng ta sống hài hòa với vũ trụ, đón nhận những điều tốt đẹp. Đừng để những dấu hiệu xui xẻo làm bạn lo lắng hay sợ hãi, hãy hành động kịp thời và đúng cách để bảo vệ chính mình và những người thân yêu. 9. Dấu hiệu người âm đi theo phù hộ. Người âm đi theo là như thế nào? Có những điều khoa học không thể giải thích được như hiện tượng ma ám hay duyên âm đi theo. Vậy có thật duyên âm chỉ đi theo để hại người hay còn giúp đỡ con người trong cuộc sống? Cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Con người luôn có trực giác rất nhạy bén,
đó là khi dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm thấy có ai đó đang hướng ánh mắt về mình. Nếu cảm giác này lặp đi lặp lại và bạn không nhìn thấy được là ai cả, hãy nghĩ đến khả năng rằng có một linh hồn đang hướng mắt về phía bạn, hoặc có người âm đi theo phù hộ và âm thầm bảo vệ mình. Điều này có thể mang lại cảm giác yên tâm và sự bảo vệ vô hình từ một thế giới khác. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Không khí lạnh mỗi khi đi ngang nghĩa trang hay nơi chôn cất người chết thì luôn lạnh hơn bình thường. Đặc biệt vào những đêm tối trời, khi đi ngang qua những bãi đất chỉ toàn mồ mả, cảm giác lạnh rùng mình có thể xuất hiện. Cảm giác này không chỉ do dây thần kinh điều khiển mà còn là dấu hiệu cho thấy linh hồn của nhiều người đã khuất đang hiện diện. Nếu cảm giác này xảy ra ở nhiều nơi khác nhau, có thể bạn đã bị vong linh nào đó đi theo do hợp vía. Cảm giác nhức mỏi kéo dài. Nhiều người cảm thấy nhức mỏi vai, gáy, tay, chân mà điều trị bằng nhiều hình thức vẫn không thuyên giảm. Có thể bạn đã bị hồn ma đeo bám, leo lên cổ, vai, đeo bám vào tay, chân tạo ra áp lực vô hình khiến bạn nhức mỏi không nguyên do. Một số thầy bà có thể bắt ma, bắt hồn ra khỏi cơ thể người bằng cách vuốt dọc cổ, sống lưng, tay, chân, giúp loại bỏ cơn nhức mỏi này. Điều này cho thấy người âm đi theo có thể vừa là hại, vừa là giúp đỡ. Phản ứng kỳ lạ của động vật. Động vật có tần số âm khác với con người nên chúng có thể nhìn thấy những thứ mà chúng ta không thể. Chó là con vật trung thành, có khả năng phát hiện ra hồn ma và sủa để xua đuổi. Nếu chó cưng của bạn đột nhiên gầm gừ, sủa inh ỏi và tỏ vẻ sợ hãi, có thể có một hồn ma ở gần. Hoặc nếu chúng tỏ ra sợ hãi khi bạn đến gần, có thể chúng đã nhìn thấy linh hồn người chết đang đứng sau lưng bạn. Những bóng người lạ trong tấm ảnh cũ. Khi xem lại những tấm ảnh cũ, nếu bạn phát hiện có một bóng người lạ trong bức hình, đó có thể là người thân đã mất hoặc người lạ. Hồn ma có thể bị máy ảnh ghi lại mà con người không nhìn thấy được. Nếu chỉ mình bạn thấy hồn ma trong tấm hình, điều này cho thấy vong linh đó nhắm đến bạn, có thể để giúp đỡ hoặc vì một lý do nào đó. Những bóng đen vụt qua. Có lời đồn rằng người âm không thể cho bạn nhìn thấy mặt vì như thế họ sẽ không thể siêu thoát. Nếu bạn cảm thấy có bóng người theo sau mình và khi quay lại chỉ thấy bóng đen vụt qua, có thể là có một người đã khuất theo sau bạn. Người này có thể giúp đỡ hoặc theo vì một mục đích nào đó. Dù lý do gì, người âm không thể cho bạn thấy mặt nên khi quay lại họ sẽ biến mất. Đồ vật bị mất mà không rõ nguyên nhân. Ma quỷ cũng có thiện, có ác. Nếu đồ vật trong nhà bạn mất đi một cách bí ẩn, có thể đó là tín hiệu từ người âm muốn bạn biết về sự hiện diện của họ. Họ có thể là những vong linh tinh nghịch hoặc cố gắng ra tín hiệu để bạn biết rằng xung quanh không chỉ có mình bạn. Bóng người trong gương. Đôi khi trong đêm tối, bạn soi gương và thấy bóng người trong gương nhưng khi nhìn kỹ lại thì bóng người ấy biến mất. Ông bà ta kiêng kỵ việc soi gương vào buổi tối vì có lý do của nó. Nếu bạn thấy bóng đen trong gương, có thể đó là người âm đi theo phù hộ bạn. Để tránh trường hợp này, bạn nên thiết kế một chiếc rèm che gương vào buổi tối và hạn chế soi gương vào ban đêm. Được cứu sống hoặc gặp những tai nạn không hiểu nguyên do. Có những hồn ma đi theo để bảo vệ, như ông bà, cha mẹ đã khuất. Họ có thể mách bảo bạn tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc, như quên khóa ga, rút chui điện. Những trường hợp tai nạn giao thông tại những khu vực nguy hiểm có thể do người âm dẫn đường. Họ có thể xui khiến phương tiện giao thông hư hỏng để bạn thoát khỏi tai nạn. Chúng ta sống trong một thế giới còn rất nhiều điều kỳ bí. Ma quỷ không thể nói rằng không tin, có thờ có thiên, có kiên có lành. Chỉ cần tôn trọng người đã khuất, sống trong sạch, tích phúc đức thì không sợ những điều tâm linh làm hại. Người âm cũng giống như chúng ta, có hỷ nộ ái ố và sẽ không làm hại người sống tôn trọng họ. Nếu thờ cúng nghiêm túc với lòng thành kính, người âm có thể đi theo phù hộ, mách bảo, giúp đỡ bạn làm ăn thuận lợi và tránh được tai nạn.